Bản khảo sát chỉ làm nhiều bảng xếp hạng khác nhau, đánh giá theo từng độ tuổi của công chúng. Trong đó, đối với bảng xếp hạng theo mọi độ tuổi, ba thành viên TWICE là TWICE, SANA và MINA đều giữ ba ngôi vị cao nhất. Đây cũng là điều dễ hiểu khi nhóm nhạc nhà JYP Entertainment được coi là con cưng tại Nhật Bản và luôn được khán giả yêu mến. Trong khi đó, các thành viên khác của IVE và NewJeans cũng có mặt trên bảng xếp hạng, cho thấy các nhóm nhạc nữ thế hệ 4 cũng đang vô cùng nổi tiếng với công chúng xứ sở hoa anh đào. Đối với bảng xếp hạng về mức độ nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ, ba thành viên ngoại quốc của TWICE là Momo, TWICE, SANA vẫn dẫn đầu. Tuy nhiên, đã có sự thay đổi các vị trí tiếp theo khi có sự xuất hiện của thành viên Lê Seraphim, NiziU, ITZY và aespa. Qua cuộc khảo sát có thể thấy TWICE và NewJeans là hai nhóm có nhiều thành viên lọt vào danh sách nhất. Tuy nhiên, điều người hâm mộ ngạc nhiên chính là sự vắng bóng của BLACKPINK. Cả bốn thành viên đều không có mặt trong top 10 của bất kỳ bảng xếp hạng nào. Điều này cho thấy, mặc dù BLACKPINK là nhóm nhạc nữ K-pop đình đám nhất thế giới hiện nay, nhưng mức độ nổi tiếng của nhóm tại thị trường Nhật Bản lại không ấn tượng như các thị trường khác. Vừa qua, bốn thành viên BLACKPINK tổ chức livestream mừng sinh nhật 8 năm nhóm ra mắt. Đây là lần tụ hội của BLACKPINK sau thời gian dài tách lẻ hoạt động cá nhân. Sau buổi livestream, các thành viên tổ chức fanside kỷ niệm gặp gỡ fan tại Seoul, Hàn Quốc chiều 8 tháng 8. Các cô gái quan tâm đến hoạt động cá nhân của nhau sau khi mỗi người đều lập công ty riêng hoặc đầu quân vào công ty khác ngoài YG. Jisoo, Jennie, Rose chờ đợi màn ra mắt của em út Lisa trong vai trò diễn viên phim The Wild Lotus. Thời gian này, Lisa liên tục cho ra sản phẩm âm nhạc mới. Thần tượng gốc Thái Lan sẽ phát hành đĩa đơn mới mang tên New Woman vào cuối tuần sau. Bài hát có sự góp mặt của ngôi sao nhạc pop người Tây Ban Nha Rosalia, người từng đoạt giải Grammy. Tiếp đến, Lisa cũng cho New Woman ra mắt vào 16 tháng 8, đánh dấu lần phát hành đầu tiên của cô sau khoảng 2 tháng kể từ Rockstar. Ra mắt vào mùa hè năm 2016, nhóm nhạc 4 thành viên này đã thu hút được nhiều sự chú ý vì là nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment sau 7 năm kể từ 2NE1. BLACKPINK đạt được những cột mốc đáng kinh ngạc trên chặng đường phát triển. Để kỷ niệm ngày thành lập, nhóm đã phát hành bộ phim hòa nhạc BLACKPINK World Tour Pompin in Cinemas từ ngày 31 tháng 7. Bộ phim đưa buổi hòa nhạc năm ngoái của nhóm lên màn ảnh. Nhóm đã đi đến 34 quốc gia khác nhau trong khoảng 66 buổi hòa nhạc trước hơn 1,8 triệu người hâm mộ, trở thành nhóm nhạc nữ K-pop có lượng khán giả lớn nhất trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Do-yeon nhận định BLACKPINK đã thay đổi nhận thức về nghệ sĩ K-pop trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Trước đây, khi các nhóm nhạc K-pop xâm nhập thị trường âm nhạc toàn cầu, họ được coi là những đối thủ đang cố gắng cạnh tranh bằng âm nhạc của mình. Nhưng BLACKPINK đã thu hút sự chú ý, thể hiện hình ảnh và ngoại hình xứng đáng với danh tiếng của những ngôi sao nhạc pop. Họ đã tạo ra hình ảnh mà nhiều người mong muốn ngang hàng với các ngôi sao nhạc pop phương Tây. Điều này khiến họ trở nên đáng chú ý, ông nói. Phát hành một loạt các bài hát hit, BLACKPINK đã tạo dựng sự nghiệp của mình với nhiều kỷ lục. Gần đây, nhóm đạt 13 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify, nền tảng nghe nhạc trực tuyến hàng đầu thế giới. Các bài hát được phát nhiều nhất của nhóm là How to Let Us, Kill This Love, Pink Venom, Do 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 và Stress Out, tổng cộng 4 tỷ lượt nghe. Năm ngoái, nhóm một lần nữa tạo nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn tại Coachella Valley, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Mỹ, và là nghệ sĩ K-pop đầu tiên diễn tại lễ hội lớn của Vương quốc Anh, BST Hyde Park. Với hình ảnh độc đáo và cá tính của từng thành viên cũng như thái độ tự tin thể hiện trong âm nhạc, nhóm đã xây dựng được sự nghiệp thành công vượt qua ranh giới của nhóm nhạc để trở thành thương hiệu riêng, nhà phê bình Kim nói.